Em có chút đồ muốn đưa cho chị. Thật ra em muốn sớm đưa cho chị, nhưng luôn không có cơ hội. Chị không vội dùng tới tiền. Em giữ lại nó đi. Có thể trong tương lai cửa hàng của em sẽ tăng tiền thuê. Số tiền này vốn thuộc về chị, cho nên có lẽ em vẫn nên đưa cho chị. Được, vậy chị nhận lại nó. Nhưng mà chị cũng có chút đồ muốn tặng cho em. Chị muốn nói với em, bác sĩ nói chị chỉ sống được 3 tháng thôi. Nhanh vậy sao? Em biết chị có bệnh sao? Không phải. Ý em là, chị thì có bệnh gì chứ? Ung thư biểu mô phổi. Hay là đi khám bác sĩ khác đi. Hiện nay thuốc mới có rất nhiều, nói không chừng bác sĩ khác có thể điều trị tốt cho chị. Hiện tại vì bác sĩ này là chuyên sâu về vấn đề này. Ý chị là sao? Hiện tại chị đang bắt đầu sắp xếp việc phân phối tài sản. Chị đã chia mọi tài sản của chị thành hai phần. Một phần cho Tôn Dực, một phần cho em. Đợi đến lúc chị mất đi, em có thể nhận được một nửa tài sản của chị. Nhưng tại sao chị lại cho em? Bởi vì thật ra chị đã có lỗi trong thời gian rất dài. Chị cảm thấy trước đây chị yêu cầu em ra đi thật sự không đúng. Chị đã không hề tìm em trong nhiều năm qua, là bởi vì chị thật sự rất sợ gặp em, cho nên chị luôn chạy trốn. Nhưng quá ra, khi con người đi đến giai đoạn này, lại muốn làm cái gì đó cho người thân bên cạnh. Từ trước đến nay em không hề nghĩ tới chuyện muốn lấy thứ gì từ chị. Vậy Tôn Dực, em có nghĩ qua sẽ lấy được Tôn Dực không? Vấn đề này, nếu như 10 năm trước chị hỏi em, em sẽ không biết trả lời chị như thế nào. Nhưng mà hiện tại, em có thể nói một cách chắc chắn, em thực sự không có. Nếu như hiện tại chị muốn em và Tôn Dực ở bên cạnh nhau, em quên hôm qua chị hỏi em điều gì rồi sao? Thật ra chị rất nhanh chết, chị còn có thể làm gì? Hiện tại chị chỉ hy vọng người cuối cùng ở bên cạnh anh ấy chính là em gái của mình, chứ không phải là một cô gái nào khác ở bên ngoài. Chị biết thật sự là năm đó chị đã không đúng, là chị chia rẽ hai người. Cho nên bây giờ chị rất nhanh sẽ rời khỏi thế giới này, hai người có thể bắt đầu lại từ đầu. Nhưng em không cần tiền của chị, em cũng không cần chị để Tôn Dực cho em. Chị không vĩ đại tới mức nhường Tôn Dực cho em. Chị chỉ muốn em giúp chị đuổi cô gái bên cạnh anh ấy. Chị hy vọng những ngày tháng còn lại, anh ấy có thể ở bên cạnh chị nhiều hơn. Em giúp chị hai đi. Sau khi chị đi rồi, thật ra cái gì cũng không biết. Chị hai, chị có vào phòng của em không? Có. Chị vừa mới vào phòng, nhìn thấy ở trên giường có quyển sách này, cho nên chị cầm lên xem. Quá ra em có xem tiểu thuyết của anh ấy à? Tại sao em không nói với chị? Thỉnh thoảng đi qua nhìn thấy, chỉ mua một quyển xem thôi. Chị thấy em xem toàn bộ tác phẩm của anh ấy thì có. Thế nào? Em cảm thấy anh ấy viết như thế nào? Có thể tiếp tục viết không? Nếu như chị sẵn sàng giúp anh ấy nhất định có thể. Anh ấy có thể biến một cốt truyện rất đơn giản, thể hiện cuộc sống tình cảm của đôi nam nữ. Nhưng những thứ đó chỉ là trong sáng tạo. Chị muốn biết trên thị trường có cái nhìn như thế nào. Ví dụ như mọi người có cảm thấy tên của anh ấy là một thương hiệu, ngay khi anh ấy ra một cuốn sách mới là vội vàng mua ngay.
Em biết, nhưng em không biết người ta nghĩ gì. Hỏi em đúng là phí thời gian. Em có vui không? Thần tượng của em ký tên cho em. Được rồi, chị gọi Tôn Giật tới. Em nói với anh ấy, người đọc muốn xem anh ấy viết cái gì. Đừng nói chị không cho em cơ hội nha. Cảm ơn chị hai. Chị em có chuyện ra ngoài rồi, lát nữa mới quay về. Xin mời vào. Đúng rồi. Em cảm thấy qua anh đào dưới gốc cây thế nào? Rất hay. Em xem một mạch là hết. Em không cảm thấy cổ hủ sao? Cảm ơn em. Thật sự, em vừa đọc vừa khóc. Trong tim luôn nghĩ nam nữ chính cuối cùng thật sự không muốn chia tay, nhưng cuối cùng bọn họ vẫn chia tay. Thật sự, em cảm thấy rất đáng tiếc. Mọi tình yêu đích thực đều kết thúc như vậy sao? Vấn đề này anh không thể trả lời em. Có lẽ tình yêu khắc cốt ghi tâm đều là trước kia mới có. Thực tế sẽ phá hủy rất nhiều thứ. Chỉ có thể mường tượng ra mới thực sự là đẹp, người ta mới lưu luyến nhất. Giống như qua anh đào, khoảnh khắc bay xuống là đẹp nhất, thu hút người nhất. Sao gì? Em thấy anh nói có đúng không? Không có. Em thấy anh rất lãng mạn. Trước đây em nghĩ hai bên yêu nhau mới là tình yêu, nhưng quá ra chia xa rồi cũng là một loại tình yêu. Còn em? Nếu như em biết một đoạn tình yêu đến cuối cùng không có kết quả, em có tiếp tục dung đắp không? Trước kia nếu như chưa xem qua sách của anh, em nhất định trả lời là không. Anh muốn thử tay nghề làm mẹ cụ của em không? Trước đây em thường gọi nó là phim. Ăn nó rồi có thể nhớ những việc muốn nhớ hay không? Khả năng ghi nhớ của anh rất tệ sao? Bộ não con người không đáng tin. Bộ nhớ cũng có thể nhớ sai. Tốt hay không tốt, đến cuối cùng đều có thể quên đi. Vậy anh nên ăn nhiều một chút. Thử xem. Em không ăn sao? Không ăn. Quần áo anh mặc ngày hôm nay tuy không ôm em nhưng vẫn ấm áp. Thật tuyệt vời giữa đắng và ngọt. Em không muốn đôi mắt như giả vờ không biết. Mượn một đêm yêu và tình, tất cả phải được trả lại cho lòng tham vô tận. Trong sự do dự dường như xa nhau. Tạm biệt. Thuộc diện. Em luôn luôn bất cẩn. Chỉ có một lần thôi. Em lại không tắt điện rồi. Tạm biệt. Tại sao chị lại vào phòng của em?
Từ khi nào bắt kịp Tôn Dực? Cái gì mà bắt kịp? Không biết chị đang nói gì. Chị thấy em ngồi xe của anh ấy về mà. Tối muộn đi đâu? Hương vị của cà phê chua và trứng hòa quyện với nhau. Em rất có tâm tư, viết lại mọi thứ nấu qua cho anh ấy ăn. Em thật sự yêu Tôn Dực. Tôn Dực cũng thật sự yêu em. Yêu? Em biết như thế nào là yêu không? Anh ấy cũng nói anh ấy yêu chị. Nói sớm hơn nói với em. Hai người ở bên cạnh nhau không chỉ đơn giản dựa vào yêu, vẫn còn rất nhiều thứ khác. Anh ấy muốn trở thành nhà văn. Em có thể giúp anh ấy cái gì? Chị có thể thay anh ấy xuất bản sách, tiếp tục ước mơ tiểu thuyết của anh ấy. Nhưng mà em thì sao? Em muốn ở bên cạnh anh ấy nấu ăn cho anh ấy sao? Em muốn anh ấy trở thành một đầu bếp hoặc là một người phục vụ không? Nếu như em thật sự yêu anh ấy, có lẽ em nên buông tay. Đây mới là quyết định đúng đắn. Hai chị em không nên đối đầu. Ở đây có một tờ chi phiếu. Em thích nấu ăn mà. Em sang nước ngoài học nấu ăn đi. Em muốn anh ấy tốt mà. Sharon, cô Mã tới rồi. Mời cô ấy vào. Ngày hôm nay em tới chứng tỏ đã suy nghĩ kỹ rồi phải không? Bất luận thế nào, em cũng rất cảm ơn ngày đó chị tài trợ cho em đi học nấu ăn. Còn con người, bất luận thế nào em cũng muốn trả lại cho chị. Cảm ơn em giúp cho chị hai. Nhưng em muốn nói rõ ràng, em đồng ý làm như vậy không thể hiện em đối với Tôn Dực có cảm tình. Chị hiểu mà. Vẫn là câu nói đó. Thực ra chỉ cần trước khi chị mất đi, anh ấy có thể tiếp tục ở bên cạnh chị. Chị có thể không quản những gì của anh ấy. Chị hiểu là được rồi. Vậy em quay lại tiệm bánh mì đi. Thực ra chị luôn muốn biết, lúc đó Tôn Dực theo đuổi em hay là em theo đuổi Tôn Dực? Tại sao chị lại quan trọng những chuyện này? Thật sự quan trọng sao? Thục Sương, em không sao chứ? Em làm ồn quá à? Không sao. Em muốn ăn gì anh nấu cho em ăn. Không phải, em gặp lại Thục Diện. Thì ra em ấy mở một tiệm bánh mì. Cũng không tệ. Thật không? Đúng vậy. Trước kia em vẫn nghĩ rằng hai đứa không thể gặp lại, cũng không thể giao tiếp. Dù sao cũng là chị em. Vậy là tốt rồi. Cũng trễ rồi. Hay là chúng ta lên trên ngủ đi. Anh lên trước đi. Giờ em dọn dẹp một chút.
Alo, cậu về Hứa Hoặc Nhiên thế nào rồi? Thế nào cái gì? Cô ấy nói anh muốn thay đổi câu chuyện, hiện tại không thể tiếp tục vẽ nữa. Tôi không quản. Nếu vì vấn đề của cậu làm cho quyển sách không kịp xuất bản tham gia hội chợ sách, cậu tự giải thích với vợ cậu đi. Vậy cậu đi tìm một họa sĩ minh họa khác là được rồi. Tiền đã nhận rồi, kêu cô ấy trả lại sao? Nếu như quá lớn thì hãy khấu trừ vào tiền nhuận bút của tôi. Chương trình đã hoàn thành rồi anh hai à. Cậu không thể muốn đổi là đổi được. Cậu tự mình nghĩ cách giải quyết đi. Người cầu xin tình của người có tình. Người nhiều lần cầu xin là người tình cũ. Có người nói người yêu cũ giống như một kẻ thù, gặp nhau cũng không muốn thấy mặt. Nhưng cũng có người nói cảm xúc cũ rất rạo rực, không có khó khăn. Tôi không biết vị khách hôm nay của chúng ta, chuyên gia tình yêu tôn vật, có cách nhìn như thế nào. Có những lúc sau khi chia tay, chúng tôi phát hiện có một số bạn nữ sẽ bôi nhọ bạn trai của mình, giống như rất bực bội, rất tức giận với người đàn ông đó. Nếu như vậy, vẫn còn cơ hội. Bởi vì đối lập với ghét là yêu. Nhưng nếu như... Làm phiền anh. Hai cái bánh trứng, một bánh quy, một bánh trứng đường, một cốc trà sữa nóng. Làm phiền anh, hai cái bánh trứng, một bánh trứng đường, một bánh quy, một cốc trà sữa nóng. Cùng ngồi nhé. Được. Anh thật sự không nghĩ Đức Ký sẽ có ngày đóng cửa. Không có khách thì không thể nào tiếp tục. Thị trường cạnh tranh lại không có khách. Còn may em đã học được cách làm bánh trứng đặc trưng của họ. Mặc dù cửa tiệm này đóng cửa, hương vị này cũng có thể truyền cho thế giới. Em hy vọng có được 5 phần công lực của sư phụ Từ. Anh nói thật lòng với em mà. Cái gì? Em có ít nhất 8 phần công lực của sư phụ Từ rồi. Thử đi. Bánh trứng không thơm, bánh quy không đủ sắc nét, trứng không đủ trơn, lần thứ hai hình như còn tệ hơn một chút. Hơn nữa cảm thấy quá ngọt. Nhưng mà đối với người lần đầu tiên làm bánh trứng đã không tồi rồi. Em sẽ tiếp tục cố gắng. Cái gì vậy? Không ngon thì đừng miễn cưỡng ăn. Lần đầu tiên em làm bánh trứng, anh tất nhiên phải ăn hết rồi. Anh từ từ ăn nha. Em đi pha trà sữa cho anh. Cô thuộc diện này thật sự dùng tâm để học. Sư phụ Từ à, ông thấy bánh trứng này thế nào? Cái này vẫn không được. Thêm 2 năm nữa có lẽ mới có thể. Dù cho sau này có đóng cửa, nhưng bánh trứng vẫn còn. Vậy là đủ rồi.
Lúc đó sư phụ Từ thật sự nói vậy sao? Phải. Vậy tại sao anh không nói với em? Là sư phụ Từ nói đừng nói với em. Ông ấy sợ em kiêu ngạo. Lúc anh đi tìm em, em nghĩ rằng anh và chị gái đã chia tay. Thật bất ngờ hai người đã kết hôn rồi. Trong lòng em nghĩ, kể từ khi hai người kết hôn, tại sao anh vẫn tìm em? Xin lỗi. Tại sao lại nói xin lỗi em? Anh nghĩ rằng em đã buông bỏ được rồi, cho nên anh mới đi tìm em. Chị ấy là chị em mà, em còn như thế nào được? Nếu như em để ý, sau này anh có thể không đến tiệm bánh của em nữa. Em không có ý đó. Thật ra em không trách anh, cũng không giận anh. Em thật sự không có. Anh đến ăn bánh em rất vui. Anh nói rằng có một cặp vợ chồng sau khi chia tay không trách cứ đối phương, không tức giận, nhược vô kỳ sự, vô ai vô căn. Chúng ta là loại đó. Không phải. Chúng ta trước giờ chưa từng ở bên nhau. Em đã nghe chương trình phát thanh của anh sao? Anh viết truyện tình yêu, tiểu luận tình yêu. Thế giới của anh dường như tràn ngập tình yêu. Nhưng mà tình yêu không phải là mục tiêu duy nhất của con người. Không phải ai cũng thấy tình yêu nhiều giống như anh. Bây giờ em có sự nghiệp của chính mình. Thật ra em cảm thấy mình đã mãn nguyện rồi.